dẫn cho anh em đi bắn cá rô phi ở cái ao điểm cống cũ nha, bên Ba Rinh. Cái cống này thì cá nổi như là mình nuôi sẵn nha anh em, rất là cá nha, rất là nhiều cá, mà cá khủng không nha anh em. Mình nhớ đón xem clip tiếp theo của Hồng Lê trong miền Tây Vlog nha.